Nếu tìm tòi sâu xa hơn và hình thành câu chuyện kể cho mỗi tour du lịch tham quan, chắc sẽ thêm phần lý thú. Trong quần thể của 13 căn biệt thự cổ đường Trần Hưng Đạo thì căn biệt thự số 22 là một căn biệt thự khá đặc biệt. Nơi đây đã từng là tư dinh của thống sứ Pháp Nam Kỳ và đây là căn biệt thự ẩn chứa khá nhiều bí ẩn. Vậy là thống sứ Nam Kỳ một thuở đã từng ở đây và để lại dấu ấn bằng tên mình ở căn biệt thự đồ sộ và bề thế này. Không gian kiến trúc được chuyển tiếp với ngoại cảnh bằng ban công thoáng, lấy trung tâm là phòng khách rộng rãi và sang trọng. Dãy cửa sổ mở rộng bao quát cả vườn trước vườn sau, trần được làm cao và được treo những chiếc đèn chùm lớn. Theo những người lớn tuổi ở Đà Lạt kể lại thì ông thống sứ Pháp Nam Kỳ rất ngưỡng mộ bà Nam Phương Hoàng hậu. Chính vì vậy mà trong phòng khách ông luôn chọn một vị trí trang trọng nhất để treo bức hình của bà. Sự có mặt của bức hình bà Nam Phương Hoàng hậu ở đây là một chi tiết còn lại trong mơ hồ của đời sống thời quá vãng. Toàn bộ nội thất được phục dựng lại bằng gỗ, từ vật liệu cho sàn, cầu thang đến đồ đạc bày ở đây. Phong cách cổ điển châu Âu được lựa chọn cho hầu hết nội thất của các ngôi biệt thự, đan xen một số đồ gỗ Đông Dương cho không gian ở những biệt thự nhỏ hơn, tất cả toát lên vẻ sang trọng và lịch lãm. Phòng ngủ thường không phô trương, yên bình thanh nhã và thường có những góc ngồi yên tĩnh riêng tư, nhưng vẫn tiếp nối với thiên nhiên bên ngoài bằng những khuôn cửa có cây leo che rủ, làm dịu đi ánh sáng miền nhiệt đới. Bạn sẽ có những phút lặng lẽ ở đây để chiêm ngưỡng lại những cảm nhận về 13 ngôi biệt thự đã thấy. Mỗi người yêu và cảm nhận vẻ đẹp của Đà Lạt theo mỗi cách. Người họa sĩ này coi Đà Lạt là quê hương thứ hai của mình, yêu và tiếc nuối những cái đẹp đang sắp sửa bị mai một, anh vẽ để giữ lại những ngôi biệt thự cổ mang hồn Đà Lạt trong tranh của mình. Những bức vẽ này nhằm cứu di sản Đà Lạt bằng những tấm lòng của những người yêu và say mê với việc lưu giữ biệt thự cổ. Nhà đầu tư Công ty Công nghệ Thông tin Kadasha thành phố Hồ Chí Minh đã cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài trong đấu thầu để được trùng tu và khai thác cụm biệt thự này trong 50 năm. Hẳn phải có sự say mê tự hào về di sản kiến trúc cổ của Đà Lạt và cả lòng dũng cảm đương đầu với nhiều bài toán kinh tế thực tế để làm nên một Đà Lạt Kadasha. Khu biệt thự Kadasha này ở Đà Lạt đấy là rất đáng quý, nhất là nó tập trung tất cả những cái công trình mà của Pháp xây dựng, nghĩa là kéo dài suốt 50 năm. Và chúng tôi thấy cái khó của những người đầu tư, nhất là người Việt Nam mình đó, thì về mặt tài chính không được dồi dào lắm. Nếu cạnh tranh với những công ty nước ngoài thì nó là công ty tài chính lớn và nó công ty về bất động sản lớn thì mình khó cạnh tranh nổi với nó. Thành chúng tôi thấy là cái vấn đề rất khó khăn là khi mà làm cho nó ra hồn được một cái khu biệt thự mà tương đối nó đã bị đổ nát và hư hại khá nhiều, rất là khó. Nếu ở nước ngoài thì người ta sẽ có những cái quỹ tài trợ về di sản đó, một là của nhà nước hoặc là những cái tư nhân người ta giúp vào để làm cho nó tốt lên. Theo quy chế mà chúng tôi đang dự thảo thì có thể là kêu gọi các cái tổ chức, các cá nhân rồi là hình thành một cái quỹ di sản
một cái quỹ để bảo tồn kiến trúc di sản, giống như một số cái quỹ ở nước ngoài họ cũng làm như thế này và họ đã thành cũng rất thành công. Thế thì đó là những cái đó, từ nếu mà có được cái quỹ này thì chắc chắn là cái việc mà hỗ trợ rồi là ưu đãi cho các cái những cái chủ sử dụng hoặc là cái chủ sở hữu đối với những công trình này thì nó sẽ đạt một cái, nó sẽ có một cái nguồn để mà góp phần để mà tôn tạo chống xuống cấp. Chúng tôi hướng cho doanh nghiệp cái làm sao đó là giữ nguyên cái nét cái kiến trúc mà vẫn thể hiện được cái tính hiện đại của nó. Cái thứ hai nữa là để mà làm sao thu hút khách, như chị nói đó, là ai cũng vậy, khi mà mới đầu vào kinh doanh thì có những cái mặt gọi là chưa có thể nào là nó có lãi trong cái kinh doanh, nhưng ở đây chúng ta vẫn là lấy cái mục tiêu chính, lấy cái mục đích chính đó là bảo tồn, và sau đó mới đặt mục đích kinh doanh lên. Thì để mà kinh doanh được thì ngành chúng tôi lại phối hợp với lại trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch để đẩy cái hình ảnh của tất cả các cái doanh nghiệp này lên, và đồng thời làm tốt cái công tác xúc tiến quảng bá riêng cho cái loại hình này. Với đầu tư quá lớn để cải tạo trùng tu biệt thự cổ và không gian vườn hoa rất rộng, giữ lại nguyên bản kiến trúc để bảo tồn di sản, mở cửa tự do cho các tour du lịch tham quan, làm sao những mục đích này có thể dung hòa? Đây là bài toán thật khó cho các nhà đầu tư thuần Việt. Điều đó cũng giải thích tại sao ở Đà Lạt vẫn còn những biệt thự đổ nát đứng trơ gan cùng năm tháng. Khu du lịch Kadasa, nơi thời gian được tiếp nối từ quá khứ đến hôm nay và mai sau, không chỉ bằng thân lịch sử và kiến trúc mà còn bằng không gian văn hóa của mình với những sự kiện đáng chú ý là triển lãm tranh nghệ thuật đen trắng về Hà Nội và Đà Lạt của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh câu lạc bộ Hải Âu Sài Gòn, là đêm thơ của nhà thơ Nguyễn Duy, là hội thảo du lịch văn hóa và di sản kiến trúc tại Đông Á và Đông Nam Á do Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển cùng Đại học AI Marseille Pháp tổ chức. Người Đà Lạt đến đây mỗi sớm mỗi chiều với cà phê sách, quán cà phê mang tên một cuốn tiểu thuyết Pháp, Hoa Violet ngày thứ tư. Trong không gian lãng mạn thanh tao, ta được sống chậm lại, lãng đãng văn thơ, sách, truyện trong mỗi góc yên bình của Kadasa. Một tối bên ánh nến và ấm áp lò sưởi trong tiết trời đông lạnh giá, đem lại cho du khách những khoảnh khắc như đang ở châu Âu. Dĩ vãng đã xa thành lịch sử, trong khung cảnh đan xen nét văn hóa Pháp và Việt Nam, đó là không gian kiến trúc của biệt thự cổ mà Kadasa đã giữ được cho Đà Lạt và chúng ta. Một người thật lạ dù trong phố quen, một chiều nhà cửa về buông ngó mê. Dòng đời còn bao nhiêu, chạy lòng lữ khách thoáng thơ, giá mùa theo mây lững lờ. Dòng đời còn bao nhiêu, chạy lòng lữ khách thoáng thơ, giá mùa theo mây lững lờ. Quý vị và các bạn thân mến, có nguồn gốc từ khu vực Địa Trung Hải, cây Atiso được người Pháp mang tới và trồng tại Đà Lạt từ thế kỷ thứ 19, cùng thời điểm họ đang cho mở mang xây dựng các ngôi biệt thự, tạo dựng nên thiên đường nghỉ dưỡng, nên một thành phố lãng mạn và mộng mơ trên cao nguyên Lang Biang hùng vĩ. Cây Atiso đã được các đầu bếp của Đà Lạt nghiên cứu và chế biến thành nhiều món ăn ngon và bổ dưỡng. Trên giò hầm Atiso chính là một món quà mà chuyên mục Nghệ thuật ẩm thực ngày hôm nay sẽ gửi tới quý vị và các bạn. Atiso là cây thuốc có nguồn gốc từ Địa Trung Hải, được người Pháp di thực vào trồng ở Việt Nam từ hàng trăm năm nay ở các vùng có khí hậu ôn đới như Đà Lạt, Lâm Đồng, Sapa, Lào Cai hay Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Chúng tôi may mắn có mặt tại những vườn trồng Atiso tại Đà Lạt đúng vào thời điểm thu hoạch hoa. Những xe chở hoa cữu kỳ từ những khu vườn thuộc vùng chuyên canh rau hoa tỏa đi khắp thành phố tới với những tỉnh thành trên cả nước. Ví dụ như là cái bông đây á thì nó đủ to các rồi. Khi lựa bông á là thường thường người ta sử dụng bóp như để thử. Khi cứng á là vấn đề cái bông có chất lượng. Còn nó mà bóp mà nó sộp á thì nó lại không đạt chất lượng thì chế biến. Là đồng thời là cái này nó xốp. Đúng rồi, nó xốp, nó không có cái canh. Cho em lấy nữa. Hoa Atiso đến tuổi thu hoạch không còn non và chưa nở bung. Cây Atiso là nguồn nguyên liệu quan trọng cho ngành công nghiệp chế biến tại Đà Lạt,
bởi từ thân, rễ, lá hoa của cây sau khi thu hoạch đều chế biến thành các sản phẩm như trà atiso, cao atiso là những món quà du lịch đầy ấn tượng với du khách tới thăm Đà Lạt. Hoa và lá atiso còn được những đầu bếp người Đà Lạt chế biến nên những món ăn dân dã mà lâu nay đã trở thành đặc sản của thành phố sương mù. Và đặc biệt hơn cả là món hoa atiso hầm chân giò. Xưa nay, hoa atiso được coi là một loại rau cao cấp. Những bông atiso mập chưa nở là ngon nhất, không nhất thiết phải chọn hoa to vì loại này đã già và rất ít cơm. Hoa được cắt thành 4 hay 6 miếng tùy thuộc vào kích thước và sau đó phải được cắt bỏ và rửa sạch để loại bỏ hết phần nhụy tím, bởi đây là phần sẽ tạo nên vị đắng làm mất đi hương vị thanh mát của món ăn. Công đoạn tiếp theo mình sẽ chế biến gì nhỉ? Bây giờ mình sẽ hầm cái chân giò sơ trước, sau đó là mình sẽ luộc cái bông atiso này. Mình sẽ luộc sơ qua nước sôi và mình sẽ ngâm qua nước đá. Vừa giữ cái màu xanh của atiso và vừa cái công đoạn của trộn là nước này là bớt cái vị chát của bông atiso này. Chân giò sau khi được cắt nhỏ và ướp gia vị sẽ được hầm cho mềm trước. Trong khi hầm chân giò, bạn nhớ hớt sạch phần bọt để nước dùng không bị cặn. Hoa atiso có vị đắng nằm ở phần nhụy và vị chát trong nhượng hoa. Nhằm loại bỏ vị đắng và chát của hoa atiso, người ta đem trần hoa trong nước sôi. Trong khi trần luôn kiểm tra để đảm bảo hoa ngập trong nước, nếu không các cánh hoa sẽ bị thâm. Để giữ được màu xanh nguyên thủy của hoa atiso sau khi chế biến, người ta đem trần hoa trong nước sôi rồi lại ngâm vào nước có bỏ đá lạnh. Khi chân giò vừa chín tới, người ta bỏ hoa atiso vào hầm chung với chân giò trong khoảng 7 tới 8 phút là món ăn đã hoàn tất. Món hoa atiso hầm chân giò được cho là ngon nhất khi chân giò được hầm mềm nhưng vẫn có độ dai và atiso vừa chín tới. Món này phải dùng khi còn nóng và thường dùng chung với nước mắm ớt. Cái món atiso này tuy đơn giản dễ chế biến nhưng ngược lại nó rất là bổ dưỡng, tại vì vị của atiso ăn và rất là mát. Cảm giác thật thú vị khi lấy một cánh hoa hình quả tim chấm nhẹ vào chén nước mắm ớt đậm đà cho vào miệng, để rồi tận hưởng hương vị vừa béo vừa bùi, lại thanh mát của cánh hoa quyện hương vị chân giò tan ra trên đầu lưỡi, sẽ mang lại ấn tượng không thể nào quên cho thực khách. Và giờ đây, những món ăn được chế biến từ atiso đã trở nên phổ biến không chỉ ở Đà Lạt, nó đã xuất hiện trong các thực đơn của nhiều nhà hàng và khách sạn khắp trên cả nước. Tôi được biết atiso được người Pháp mang tới và trồng tại đây. Các bạn đã chế biến nó thành một món ăn này rất lạ. Nó có vị thanh mát và nói chung rất hợp với Đà Lạt, hợp với không gian nơi đây, rất đặc biệt. Đến Đà Lạt, tham gia các tour du lịch khám phá biệt thự cổ, cảm nhận được vẻ đẹp của cảnh quan kiến trúc Đà Lạt và thưởng thức những bữa tối lãng mạn trong ánh nến và hơi ấm lan tỏa từ lò sưởi sẽ là một kỷ niệm thực sự khó quên với mỗi du khách. Tới Đà Lạt khám phá những câu chuyện bí ẩn trong các biệt thự cổ, thưởng thức những món ăn đặc trưng, nhất là những món ăn từ hoa, chắc hẳn sẽ để lại những dấu ấn khó phai trong mỗi du khách. Hy vọng Đà Lạt sẽ làm tốt công tác bảo tồn và phát triển du lịch di sản, lưu giữ được không gian cảnh quan kiến trúc xưa, để nơi đây mãi là một thành phố mộng mơ với những huyền thoại bí ẩn hấp dẫn du khách. Chương trình của chúng tôi sẽ được kết thúc tại đây. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Một chiều nhà cửa về buông ngó về, dòng đời còn bao nhiêu.